Lương ơi, Dạ. nóng bức thế này 38-40 độ ra đây đứng làm gì? Áo thì hồng Thì choét lòe thế này. đây đứng đây đang đứng gần em xem mới về. Mới về hả? Đây, Thế Bắc à? Sen đấy. Hôm nay chắc mãi mới về, chưa thấy livestream 10-15 phút đã thấy xuống rồi. Đâu trưa đây nắng quá, người chịu được nhưng điện thoại không chịu được, sập không like được. Nên là đây chị nhìn này, bãi thì vài trăm đầu xe nhưng mà không thể livestream được, nên là em quay video chi tiết cho các bác nhé. Thế lên sóng cho bà con xe Ừ, siêu ngày tải hôm đi. nay về thêm một chiếc Accent Blue 2015 số sàn nhé, bản Blue không phải bản thường đâu. Làm thế nào để cho các bác quay kỹ được nhỉ? Đây, các bác quay vào đây. Nước sơn màu trắng đẹp, ghế da lì nguyên bản nhá. Đi vào đây. Đấy. Chị quay cho các bác xem này. Một chiếc xe Hyundai Accent 2015, máy số zin, động cơ trang bị 1.4. Em này thì vẫn còn nguyên cả bộ ghế lì luôn. Trần cũng là trần lì luôn. Đấy, đẹp chưa? Vô Một lăng đẹp nhỉ. đấy, một chiếc xe mà các bác vừa đi dịch vụ vừa đi gia đình đều ok nhá. Số sàn 2015, trắng ngọc trinh luôn. Cái con này máy số của còn zin không em? Zin đét chứ, đây chị quay cho xem, Zin đét hả? zin đét luôn, bốn bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn, xi nhan trên gương đầy đủ rồi, đến nội thất còn nguyên bản thì thấy rằng một chiếc xe ít khi có như thế lắm chị ạ. Ghế lì zin luôn. Đấy, ghế Phần lì tắp zin đi này cũng luôn, là zin luôn đúng không? đúng rồi. Phía sau xe đây chị nhìn này, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, có đầy đủ bốn cam lùi đấy, có cam hành trình rồi, có cam lùi rồi này, màn hình to rồi này, quay xe các bác xem này, đấy rất là rộng luôn, sơn xi trắng đẹp. À, em sẽ gửi full hình ảnh của các bác nhà mình, khi mà các bác quan tâm trực tiếp chiếc xe này nhé, sẽ có hình ảnh chi tiết nhất về tổng thành của chiếc xe, máy số, nội thất gầm bệ có đầy đủ này. Video này thì em chỉ quay qua thôi, một chiếc xe mới về 2015 chào bán với cái giá chỉ có 335 triệu thôi. Quan trọng là keo chỉ, máy số, zin đẹp cả xe, ốc cabo chưa hạ, bốn bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn. Con này thì có đầy đủ xi nhan gương này, các bác nhìn phanh này cực kỳ đẹp luôn nhé. Cái thống của nó cũng màu vàng quá là đẹp luôn. À, nguyên bản của nó là xi nhan gương, pha bi cầu, giá đèn led nên là đăng kiểm hoàn toàn bình thường. Hôm trước thì em có dừng một giao dịch của chiếc xe y xì như này về làm dâu Bắc Giang cho anh Công, nên là anh em bốc biển số khá là đẹp rồi. Bác nào muốn mua xe đẹp, giá đẹp, bốc biển số đẹp thì alo trực tiếp cho em nhé. 2015 bao rút hồ sơ 335 triệu thôi ạ. Alo em tư vấn ạ.